không có lời. Chị buồn cười quá. Chị đã khốn chết chị mới qua hỏi tiền em. Bây giờ em đã nói chị rất là đàng hoàng hôm qua giờ rồi. Chị giảm tiền cho em mà em cái đó là chị đóng của tiền chị. Cho chị tiền ăn chứ bây giờ không đóng tiền đâu chị ăn đây. Chủ nhà trọ và khách thuê cãi nhau lòng trời lỡ đất. Chủ này nỉ đóng tiền, khách quát, chị sống phải có tình người. Câu chuyện chủ trọ và người thuê phòng trong những ngày dịch giả ở thành phố lớn đang là chủ đề được nhiều người quan tâm. Phần lớn những người đi thuê trọ đều không có đủ điều kiện kinh tế quá dư giả, ráo mồ hôi là hết tiền. Có người thậm chí còn bị giảm lương, mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đã có những chủ trọ hào phóng trích lợi nhuận của mình để giảm tiền phòng, hỗ trợ lương thực nhằm san sẻ khó khăn với người thuê trọ. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, có những chủ trọ cũng không dư giả gì, thu nhập trông cả vào tiền thuê trọ. Chưa kể gánh nặng vài nợ ngân hàng khi dựng đất cất nhà. Thế nên người thuê trọ có được giảm giá hỗ trợ hay không, được hỗ trợ đến đâu cũng tùy vào điều kiện của chủ nhà, khó mà có thể so bì. Một người thuê trọ vừa cãi nhau nảy lửa với chủ nhà của mình, có lẽ vì hy vọng hơi nhiều vào sự rộng lượng của chủ nhà. Video ghi lại cuộc cãi cọ này đang gây chú ý lớn trên mạng. Em khổ chị ghê rồi, em đã nói với chị rồi, chị ơi, chị thông cảm vì bây giờ em không còn tiền, chờ tiền trợ cấp em sẽ đóng cho chị ngay. Bây giờ em đợi thì nhà nước hả? Lúc em thuê phòng em có nói là đợi tiền tôi xin nhà nước thôi. Chị nói ngay bây quá. Giờ chị nói nha. Chị phải có cái tính lùi một chút chứ, tại sao mà chị không biết thông cảm nha người ta? Em lấy tiền nhà nước cốc một gâu, tại vì chị nói cho em nghe nè, em là thuê, em là mướn mặt bằng là hớt tất. Người ta đợi tôi một lần nào 3-4 tháng nay. Người ta nhận xét, người ta không có cho những người mà thuê mặt bằng mà hớt tất đâu. Chị nói trong lương tâm em để suy nghĩ thôi, nó có cho chị em hay không? Cười, chị nói chuyện giống như trẻ con. Cuộc tranh luận được đẩy lên cao thêm khi người đàn ông so sánh chủ nhà này với người khác. Theo cách anh nói, anh cũng có thuê một nhà khác để làm tiệm hớt tóc và chủ nhà của tiệm hớt tóc rất biết điều, cho anh khất nợ. Anh hẹn khi có tiền hỗ trợ bị mất thu nhập vì Covid-19, anh sẽ trả tiền cho họ. Dù vậy, chủ trọ vẫn tỏ ra cáu kỉnh và không tin. Trong cuộc cãi cọ, anh này cũng có những câu xúc phạm chủ trọ như chỉ nói chuyện như con nít vậy, chỉ sống phải có tình người, chị không biết điều. Sau một hồi cự cãi, không ai chịu ai, họ bèn kéo nhau đến gặp bên thứ ba để tiếp tục đối chất. Người ta đã nói rồi là rất là năn nỉ chị là chị ơi, em không phải em xin chị, 3 tháng nay em đóng cho chị đủ. Dịch bệnh em đóng cho chị đủ, không thiếu đất cắt nào, bây giờ em hết tiền rồi. Em nói chị ơi, chị cho em nợ. Khi em nhận được tiền nhà nước hồi qua người ta cũng xét rồi thì em trả cho chị, bây giờ không mượn được. Ủa bây giờ nhà nước cho em nhiêu, chục triệu hả? Hay là bao nhiêu mà em trả chị... đợi lấy tiền nhà nước em mới thì trả thì bây cho giờ chị. Có bao nhiêu em trả cho chị bao nhiêu cho bây giờ tiền. Bây giờ cho em thêm trọ mà đợi tiền nhà nước trả thì cho chị cũng bây phải giờ biết... em nghĩ điện đâu mà em xài. Chị cũng phải biết thông cảm. Điện đâu em xài, nước đâu em xài, gác đâu em trả tiền nè, gác đâu, tiền đâu. Trời ơi chị đâu, nói chuyện đâu. Bây giờ chị xin tiền ra, chị trả tiền điện, tiền nước, tiền gác. Em biết cái điều đó, em không xin chị, em nói chị cho em nợ vài bữa. Chứ có phải là em nói em bữa không đóng chị đâu. Em mà chị đã không có tiền, chị mới hỏi em. Em qua hỏi bà mà chị. Được rồi, đã tôi gọi, con gọi bà Ngân cho bà giải quyết đi. Cuộc tranh luận này đã khiến dân mạng cũng chia phe. Người thì cho rằng khách thuê quá ngang ngược, đòi hỏi vô lý. Chưa có tiền thì nói chuyện khéo léo, dễ nghe chút để người ta thông cảm. Chứ cho nợ hay giảm tiền cũng không phải là trách nhiệm. Nhiều người cũng phải vay mượn để xây nhà cho thuê. Người ta đã giảm rồi chứ không phải không. Anh này ngang quá. Cũng có người cho rằng chủ trọ ép người quá đáng trong thời điểm nhạy cảm. Người ta không có xu nào, ép quá cũng vậy thôi. Chỉ có thể yêu cầu hẹn chính xác ngày phải trả tiền hoặc nói viết giấy nợ. Cùng lắm thì thu trả góp vậy. Chứ cứng quá cũng không hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.